Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị ngày hôm nay. Ồn ào quanh chuyện đoàn làm phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát tổ chức sự kiện mừng công vẫn chưa chịu dứt khi hàng loạt thông tin bất lợi về Viên Bằng Nghiền Thành Nghị xuất hiện liên tục trên Weibo. Theo đó thì Thành Nghị bị chỉ trích là không đáng mặt đàn ông, EQ thấp khi có thái độ xa cách, thậm chí là cô lập nữ chính Viên Bằng Nghiền. Trong suốt một tiếng livestream của sự kiện, Viên Bằng Nghiền biến mất trong khoảng 45 phút, đó là chưa kể đến chuyện Viên Bằng Nghiền không được ai quan tâm, thường xuyên đứng lủi thủi một mình. Vì trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị Viên Bằng Nghiền được tương tác quá ngọt ngào nên đến lúc thấy hai diễn viên tỏ thái độ lạnh lùng, fan đã nổi giận chỉ trích nặng lời. Đa phần khán giả đều đứng về phía Viên Bằng Nghiền, đồng thời quay sang ném đá Thành Nghị. Chỉ trong một đêm, Weibo của Thành Nghị đã biến mất hơn 60.000 lượt theo dõi. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện có khoảng 60.000 khán giả bỏ theo dõi Thành Nghị vì cảm thấy thất vọng về anh. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận rằng Thành Nghị đến cả phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ cũng không biết thì chẳng đáng mặt làm đàn ông. Mới nổi tiếng chưa được bao lâu đã có thái độ khinh người, Thành Nghị không xứng nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Chưa dừng lại ở đó thì nhiều blogger bất ngờ đăng tải thông tin rằng Thành Nghị bị phía công ty chủ quản là Hoàn Thụy yêu cầu phải lạnh nhạt với Viên Bằng Nghiền bởi một lý do đơn giản là công ty Hoàn Thụy có bất hòa không thể giải quyết với công ty chủ quản của Viên Bằng Nghiền. Thêm vào đó thì do Thành Nghị đang đóng phim mới cùng với Triệu Anh Tử, nếu phản ứng cặp đôi cùng Viên Bằng Nghiền còn lan rộng thì khó tuyên truyền cho dự án kia. Giữa lúc lùm xùm bơ đẹp Viên Bằng Nghiền tại sự kiện còn chưa nguôi, Thành Nghị còn đang hứng chịu cả sổ gạch đá từ cư dân mạng, thì nhà sản xuất của bộ phim lại khiến dân tình nổi giận vì tuyên bố Lưu Ly sẽ có phần 2. Sở dĩ netizen biết được điều này là bởi trong đêm hội A Vân Ca, nhà sản xuất đã không ngại ngần mà tuyên bố: "Cảm ơn các bạn mùa hè này đã yêu thích Lưu Ly, chúng ta hẹn gặp lại ở Lưu Ly 2. Dĩ nhiên thì ngay sau đó, fan bộ phim lẫn người qua đường đều nổi đoá cho rằng bộ phim không nên có phần 2. Tình cảm của các diễn viên trong đêm hội đã phá bỏ hoàn toàn hình tượng Tư Phượng toàn cơ, khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng và không thể tiếp tục ủng hộ bộ phim. Hiện tại thì vụ lùm xùm giữa Viên Bằng Nghiền và Thành Nghị cùng các diễn viên trong Lưu Ly tại đêm hội A Vân Ca vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Dù chưa rõ ai được bênh vực nhiều hơn, song có thể thấy rõ cả nam nữ chính lẫn bộ phim đều sẽ bị tổn hại danh tiếng. Và nếu có Lưu Ly phần 2, chắc chắn đây sẽ trở thành đề tài mỉa mai cho cộng đồng mạng. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.